Ban tổ chức chúng tôi kính mời các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân tiến khách gần xa đang có mặt ở phía nhà trong cũng như ở phía bên ngoài sân khấu của trường. Chúng ta sẽ cùng ngừng những công việc riêng và hướng mắt vào phía nhà trong để lễ vô quy của cô dâu Minh Hằng về với chú rể Ngọc Sơn sẽ được chính thức diễn ra. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân vị khách gần xa thân mến. Lời đầu tiên, cho phép Ngọc Anh xin được hân hoan chào đón tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể tân vị khách gần xa trong đầu giờ sáng ngày hôm nay đã có mặt tại không gian cưới gia đình nhà gái, gia đình bà Lưu Thị Vân, số nhà 34, đường Tân Tuyên, xã Sông Mai, thành phố Bắc Giang để cùng long trọng dự lễ vu quy của cô dâu Minh Hằng về với chú rể Ngọc Sơn. Lúc này mong muốn với những tình cảm yêu mến, những chẳng có tay thân đồng nghiệp nhất để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong chương trình lễ vu quy hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn, kính thưa tặng các vị vị, ông cha ta vẫn thường có câu, trăm năm đẹp nhất một ngày đẹp nhất một giờ, cái giờ nhất ấy chính là cái giờ đón dâu. Và ngày hôm nay đây, phải đoàn đại diện từ phía bên gia đình họ nhà trai trải qua một chặng đường khá xa xôi đã có mặt tại gia đình họ nhà gái để làm lễ rước dâu. Và lúc này đang hiện diện tại lễ đài sân khấu là chú rể Ngọc Sơn ôm bó hoa tươi thắm trong ngày cưới, cùng với đó là sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình họ nhà trai, người nâng cây chậu xin dâu từ phía gia đình họ nhà trai và bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình họ nhà gái. Kính thưa tặng các vị vị, đôi bạn trẻ Ngọc Sơn và Minh Hằng trải qua một thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương, được sự đồng ý nhất trí từ phía đôi bên gia đình. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, đôi bạn trẻ chính thức nên nghĩa vợ chồng. Ban tổ chức chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ u quy của đôi bạn trẻ Minh Hằng, Ngọc Sơn chính thức được bắt đầu. Kính thưa quý vị, bên gái hân hoan mừng rể thào, nhà trai vui vẻ đón dâu hiền đến gái, rể hiền đến trai. Và để mở đầu cho lễ vu quy của đôi bạn trẻ Minh Hằng, Ngọc Sơn, ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình và nhà trai sẽ có lời phát biểu ý kiến để trao cây chậu xin dâu từ phía gia đình và nhà trai trao cho gia đình họ nhà gái. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái, kính thưa toàn thể người hôm, tôi thay mặt cho trưởng đoàn họ nhà trai trước hết xin kính chào họ nhà gái và xin cảm ơn những cái lời mừng và lời đón tiếp hết sức đồng hậu của họ nhà gái. Kính thưa toàn thể người hôm, hai cháu Minh Hằng, Ngọc Sơn đã yêu nhau với tình cảm là chân thành và rất tin tưởng. Từ đó hai gia đình thấy cái niềm vui của hai cháu nên đã tiến hành các nghi lễ theo đúng phong tục cổ truyền của Việt Nam rất trang trọng. Hôm nay đoàn gái chúng tôi có cây chầu kính trình với họ nhà gái và để nhà gái kính trình với tổ tiên để chúc phúc tốt lành cho hai cháu. Và cũng từ giờ phút này hai gia đình trở thành thông gia hiếu hảo đến muôn đời và hai cháu Ngọc Sơn Lê Hằng trở thành vợ chồng lễ phu thê. Một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe và đón tiếp chân thành của nhà gái và chúng tôi xin trao lễ xin dâu và cũng xin phép được đón cháu Minh Hằng về làm dâu con gia đình chúng tôi tại quê hương Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và vào chương trình lúc này thì tôi xin rất cảm ơn cái sự đón tiếp đồng hậu của gia đình nhà gái đối với gia đình nhà trai chúng tôi. Và ít hơn nữa đến giờ lành tháng tốt thì chúng tôi sẽ xin phép được đón cháu Minh Hằng về lễ thành hôn tại thành phố Việt Trì và xin kính mời, rất trang trọng kính mời họ nhà gái đưa cháu Minh Hằng trở về thành phố Việt Trì để dự lễ thành hôn tại quê hương Phú Thọ, thành phố Việt Trì. Xin trân trọng cảm ơn.
thưa tạm các vị vị, cầu bác để người đi qua, chứ ai cầu bác để mà được sâu. Bây giờ Minh Hằng và Ngọc Sơn đã đứng khôn, được ăn quả chín nhớ ơn người chồng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những lời hay, ý đẹp cũng như ý kiến phát biểu trong cơ trường xin dâu của bác trưởng đoàn đại diện từ phía bên gia đình họ nhà trai. Và để đáp lại, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình họ nhà gái chúng ta sẽ có lời phát biểu đáp từ để nhận cơ trường xin dâu. Và có lẽ nào cảm thấy các quý vị lại không thể dành thêm một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn, trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, ông các bà, cùng toàn thể quý vị quan khách thân mến, lời tiên cho tôi được thay mặt mọi nhà gái gửi lời chào trân trọng nhất, lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Toàn thể quý vị quan khách đã tới cung vui cùng ngày vui trọng đại của hai cháu Lê Ngọc Sơn và Minh Hằng. Ngày hôm nay, thưa các quý vị, chúng tôi biết rằng để có được ngày hôm nay thì hai cháu đã có những ngày dài tìm hiểu, thương yêu, gắn bó và hai gia đình chúng ta cũng có nhiều nỗ lực cố gắng để ghét và hợp tác hợp cho hai cháu. Vâng, hôn nhân là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Và hôm nay hai cháu Hằng và Sơn đã chính thức trở thành vợ thành chồng. Bước vào mỗi trang mới, bước vào một trang mới của cuộc đời. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin được kính chúc, xin chúc hai cháu đã tìm được ý chung chung nhân của cuộc đời mình. Tôi xin tin tưởng rằng với tình yêu thương và trách nhiệm, hai cháu đã xây dựng một gia đình hạnh phúc bền vững. Xin chúc cho hai cháu luôn luôn yêu thương đùm bọc cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách để trong cuộc sống. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể các quý vị khách quý, đặc biệt là các thành viên họ nhà trai đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Tôi đại diện cho họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác và nhà gái, kính thưa toàn thể hồi hôn, giờ lành ngày giờ tốt đã đến. Thay mặt của nhà trai, chúng tôi xin trao cơ chầu để nhà gái kính trình tổ tiên chúc phúc tất cả nhóm cháu. Và cũng từ giờ phút này, thay mặt của nhà trai, thay mặt cho bố mẹ cháu Sơn, trao cháu Sơn chính thức làm con rể bà Vân và cháu rể của cái cụ ông bà trong họ nhà gái chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quan viên hai bốn bên, xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng trao nhận lễ cơ trở xin dâu. Và chúng ta đừng tiếc những tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng ạ. Và cùng với lễ cơ trở xin dâu, lúc này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của bà Lương Thị Vân là mẹ của cô dâu Minh Hằng hiện diện tại sân khấu để nhận con rể. Và sau đó sẽ hướng dẫn cho chú rể di chuyển vào phía nhà trong đón cô dâu, nâng cây trầu, thắp nén hương thơ làm lễ gia tiên nghi lễ cầu đường. Xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của mẹ cô dâu hiện diện tại diễn đàn sân khấu ạ. Cảm ơn sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện từ phía đôi bên gia đình. Và lúc này chúng ta tiếp tục nổ thêm những tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho phía gia đình hoàng nhạc gái đã đón nhận được chàng rể. Và xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu sẽ hướng dẫn cho chú rể di chuyển vào phía nhà trong đón cô dâu, nâng cây trầu, thắp nén hương thơm làm lễ gia tiên kính lễ tổ đường. Cảm ơn hai bác trưởng đoàn đại diện từ phía đôi bên gia đình và kính mời hai bác trở về. Our hearts beat to the city streets, we begin to feel the fire.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Kính thưa toàn thể hôn, lễ vu quy chúng ta diễn ra rất là trang trọng và rất tự hào đối với hai gia đình. Giờ lành giờ tốt đã đến, thay mặt họ nhà trai xin kính mời họ nhà gái đưa cháu Mỹ Hằng trở về hôn trường để chuẩn bị làm lễ thành hôn. Xin trân trọng kính mời các vị và rất cảm ơn cái sự đón tiếp chân thành ủng hộ của nhà gái đối với nhà chúng tôi. Người đã đưa xin được tặng cảm ơn ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu ý kiến của bác trưởng đoàn đại diện từ phía về gia đình của nhà trai, từ về gia đình đặc biệt về gia đình nhà trai cùng Lê Ngọc Trương và Lê Thị Lan Anh, phía gia đình của nhà gái và Lê Hồng Vân, quý bạn sẽ Minh Hằng và Hồng Sơn, tính đến các tên vị khách quý, các cụ, các ông các bà cùng bảo vệ các tên khách từ xa. Chúng ta sẽ cùng lên đường đưa đôi bạn trẻ Ngọc Sơn và Minh Hằng trở về với gia đình của nhà trai, tổ 61 khu đô thị Minh Khương, phường Minh Khương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cùng long trọng dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ tại đó. Và xin được kính chúc thay mặt đại diện từ phía quan viên hai bốn bên trên đường đi thịnh lộc bình an, và mong anh sẽ gặp lại toàn thể các quý vị sau ít phút nữa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn.